Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới, luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 68. Nguyện Đức Chúa Trời trỗi dậy, khiến thù nghịch Ngài tản lạc, và làm cho những kẻ ghét Ngài phải trốn trước mặt Ngài. Như khói tỏa thể nào, Chúa sẽ làm tan chúng nó thể ấy. Như sáp tan chảy trước lửa làm sao, những kẻ ác sẽ bị diệt trước mặt Đức Chúa Trời làm vậy. Nhưng người công bình sẽ vui vẻ, hớn hở trước mặt Đức Chúa Trời. Phải, họ sẽ nức lòng mừng rỡ. Hãy hát sướng cho Đức Chúa Trời, hãy ngợi khen danh Ngài. Khá đắp đường cái cho đấng cưỡi ngựa đi ngang qua đồng bằng. Đức Giê-hô-va là danh Ngài, hãy vui mừng trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài là cha kẻ mồ côi và quan xét của người góa bụa. Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô độc có nhà ở, đem kẻ bị tù ra hưởng được may mắn, song những kẻ phản nghịch phải ở đất khô khan. Hỡi Đức Chúa Trời, khi Chúa đi ra trước dân Chúa và đi tới trong đồng vắng, thì đất rúng động, các tầng trời đặt ra nước trước mặt Đức Chúa Trời. Núi Sinai kia cũng rúng động trước mặt Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Israel. Đức Chúa Trời ơi, Chúa giáng mưa lớn trên sản nghiệp Chúa. Khi nó mệt mỏi, Chúa bổ nó lại. Hỡi Đức Chúa Trời, hội Chúa ở tại đó. Vì lòng nhân từ, Chúa sắm sửa vật tốt cho kẻ khốn cùng. Chúa truyền mạng lệnh ra, các người đàn bà báo tin thật một đoàn đông lắm. Các vua có đạo binh chạy trốn, họ chạy trốn, còn người đàn bà ở lại trong nhà chia của cướp. Khi các ngươi nằm nghỉ ở giữa chuồng chiên, thì giống như cánh bồ câu bọc bạc và lông nó bọc vàng xanh. Khi đấng toàn năng tản lạc các vua tại đó, thì xứ trở nên trắng như lúc mưa tuyết tại Sanh Môn. Núi Ba Sang là núi của Đức Chúa Trời. Núi Ba Sang có nhiều chót. Hỡi các núi có nhiều chót, sao các ngươi ngó cách ganh ghét núi mà Đức Chúa Trời đã chọn làm nơi ở của Ngài? Phải, Đức Giê-hô-va sẽ ở tại đó đến đời đời. Xe của Đức Chúa Trời số là 2 vạn, từng ngàn trên từng ngàn. Chúa ở giữa các xe ấy y như tại Sinai trong nơi thánh. Chúa đã ngự lên trên cao, dẫn theo những phu tù. Chúa đã nhận lễ vật giữa loài người, và giữa kẻ phản nghịch cũng vậy, hầu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời được ở với chúng nó. Đáng ngợi khen Chúa thay là đấng hằng ngày gánh gánh nặng của chúng tôi, tức là Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của chúng tôi. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời giải cứu chúng tôi. Ấy là nhờ Chúa Giê-hô-va mà loài người được tránh khỏi sự chết. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ đạp nát đầu kẻ thù nghịch Ngài, đỉnh tóc của kẻ cứ phạm sự gian ác. Chúa đã phán rằng, từ Ba Sang ta sẽ dẫn dân ta về, đem chúng nó lên khỏi biển sâu, để ngươi dầm chân mình trong huyết, và lưỡi chó ngươi cũng được phần trong kẻ thù nghịch ngươi. Hỡi Đức Chúa Trời, chúng nó đã thấy cách Chúa đi, tức cách Đức Chúa Trời là vua tôi đi vào nơi thánh. Các người hát sướng đi trước, kẻ đờn nhạc theo sau, ở giữa có những con gái trẻ đánh trống cơm. Hỡi những kẻ nguyên do nơi Israel mà ra, trong các hội, hãy chúc tụng Đức Chúa Trời là Chúa. Kìa, Benjamin nhỏ là kẻ cai trị chúng nó, các quan trưởng Giuđa và bọn của họ, các quan trưởng Sabulon và các quan trưởng Nephtali. Đức Chúa Trời ngươi đã ban sức lực cho ngươi. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy khiến vững bền việc Chúa đã làm cho chúng tôi. Bởi cớ đền thờ của Chúa tại Jerusalem, các vua sẽ đem dâng lễ vật cho Chúa. Xin hãy mắng thú trong lau sậy, của đoàn bò đực với những bò con của các dân, là những người đem nén bạc quỳ xuống dâng cho. Xin Chúa hãy tản lạc những dân tộc ưa thích sự giặc giả. Những công hầu sẽ từ Egypto mà ra, Ethiopia sẽ lật đật giơ tay lên cùng Đức Chúa Trời.
Hỡi các nước của đất, hãy hát sướng cho Đức Chúa Trời. Khá hát ngợi khen Chúa, tức là đấng cởi trên các tầng trời thái cổ. Kìa, Ngài phát tiếng ra là tiếng có sức lớn. Hãy tôn quyền năng cho Đức Chúa Trời. Sự oai nghiêm Ngài ở trên Israel và quyền năng Ngài ở trong các mây. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa thật đáng sợ trong nơi thánh Chúa. Chính Đức Chúa Trời của Israel ban sức lực và quyền năng cho dân sự Ngài. Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời thay. Thơ của Phaolô gửi cho người Roma, chương 1. Phaolô, tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ, được gọi làm sứ đồ để riêng ra đặng giảng tin lành Đức Chúa Trời. Là tin lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh. Về con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sinh ra, theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Nhờ Ngài, chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin vì danh Ngài. Trong các dân ấy, anh em cũng đã được gọi bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Roma, được gọi làm thánh đồ. Nguyện cho anh em được ân điển và sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Trước hết, tôi nhờ Đức Chúa Giêsu Christ vì hết thảy anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về đức tin anh em đã đồn khắp cả thế gian. Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc, bởi sự giảng tin lành của con Ngài làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi trong mọi khi tôi cầu nguyện, thường xin Đức Chúa Trời bởi ý muốn Ngài, sau lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi anh em. Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, hầu cho anh em được vững vàng, tức là tôi ở giữa anh em, để chúng ta cùng nhau dục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của anh em và của tôi. Và hỡi anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết rằng đã ghe phen tôi toan đi thăm anh em, đặng hái trái trong anh em cũng như trong dân ngoại khác, song về sự đó tôi bị ngăn trở cho đến bây giờ. Tôi mắc nợ cả người Grec lẫn người giả man, cả người thông thái lẫn người ngu dốt. Ấy vậy, hễ thuộc về tôi thì tôi cũng sẵn lòng rao tin lành cho anh em là người ở thành Roma. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, sau là người Grec. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa, vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho đấng dựng nên là đấng đáng khen ngợi đời đời. Amen. Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ, vì trong vòng họ
những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tính tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà uông đốt tình dục người này với kẻ kia. Đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mách, dèm chê, chẳng tin kính, sất sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Dầu họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dựng ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Chương 14. Các ngươi là con cái Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, chớ vì người chết mà cắt thịt mình hoặc cạo giữa hai con mắt, bởi ngươi là một dân thánh cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Đức Giê-hô-va đã chọn ngươi trong các dân trên mặt đất, hầu ngươi làm dân riêng của Ngài. Chớ ăn một vật chi gớm ghiếc. Này, những loài vật mà các ngươi được ăn: con bò, con trừu, con dê cái, con nai đực, con hoàng dương, con hươu đực, con dê rừng, con sơn dương, con bò rừng và con linh dương. Trong những loài vật, các ngươi được ăn con nào có móng rẽ ra, chân chia hai và nhơi. Nhưng trong những con vật nhơi có móng rẽ ra và chân chia hai, này là những con các ngươi không phép ăn: con lạc đà, con thỏ rừng và con thỏ nhà. Chúng nó nhơi, song không có móng rẽ ra, phải cầm nó là không sạch cho các ngươi. Con heo cũng vậy, vì nó có móng rẽ ra nhưng không nhơi, phải cầm nó là không sạch cho các ngươi. Chớ ăn thịt của các con vật đó và chớ đụng đến xác chết chúng nó. Phàm loài nào ở trong nước có mang và có vảy thì các ngươi được ăn, nhưng con nào không có mang không có vảy thì chẳng nên ăn, phải cầm là không sạch cho các ngươi. Các ngươi được ăn mọi con chim sạch, song này là những con các ngươi không nên ăn: chim ưng, chim ngạc, con kên kên, con diều, con ó và mọi thứ lão ưng, mọi thứ quạ, chim đà điểu, con tu hú, chim thủy kê và mọi thứ bọ cắt, chim mèo, chim uột, con hạc, chim thằng bè, con còng cọc, chim thằng cọc, con cò và mọi thứ diệt, chim rẽ quạt và con dơi. Mọi loài côn trùng hay bay sẽ là không sạch cho các ngươi, chớ nên ăn. Các ngươi được ăn mọi con chim sạch. Các ngươi chớ ăn một con thú nào chết tự nhiên. Hãy đưa nó cho người khách ngủ trong thành mình, và người ấy sẽ ăn nó, hay là mình cũng được bán cho người ngoại bang, vì ngươi là một dân thánh cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi chớ nấu thịt dê con trong sữa mẹ nó. Mỗi năm, ngươi chớ quên đóng thuế 1/10 về huê lợi của giống mình gieo mà đồng ruộng mình sinh sản. Tại trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, trong nơi Ngài sẽ chọn đặng để danh Ngài ở, ngươi phải ăn vật thuế 1/10 về ngũ cốc, rượu, dầu và con đầu lòng của bầy bò hay chiên của ngươi, hầu cho ngươi tập hằng kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Khi Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã ban phước cho, nếu đường đi lấy làm xa quá cho ngươi, đến đổi không thể đem nộp của thuế 1/10 ấy được, vì chỗ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi chọn để đặt danh Ngài cách xa ngươi, thì bây giờ ngươi hãy đổi thuế 1/10 đó ra bạc, cầm bạc này trong tay, đi đến nơi Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã chọn, rồi đưa bạc ấy đổi lấy mọi thức chi mình ước ao, hoặc bò hay chiên, hoặc rượu hay là đồ uống say, tức là mọi món chi mình muốn. Ngươi phải ăn nó tại đó trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời ngươi và vui vẻ với gia quyến mình. Chớ bỏ bê người Lê-vi ở trong thành ngươi, vì người không có phần, cũng không hưởng cơ nghiệp chi chung với người.
cuối hạn 3 năm, ngươi phải lấy 1/10 của huê lợi năm ấy ra, chứa tại trong thành mình. Bây giờ người Lê-vi vốn không có phần chi, cũng chẳng hưởng cơ nghiệp chi chung với ngươi, luôn với người khách, kẻ mồ côi và người quá bụa ở trong thành ngươi, sẽ đều đến ăn cho no nê, hầu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho mọi công việc tay ngươi đã làm. Chương 15. Cuối mỗi năm thứ bảy, ngươi phải làm năm giải thích. Này là lệ của sự giải thích. Phàm chủ nợ phải giải thích món vay mà mình đã chịu cho kẻ lân cận mình vay. Ngươi chớ thúc kẻ lân cận mình hay là anh em mình trả lại, vì người ta đã cáo rao năm giải thích cho Đức Giê-hô-va. Ngươi được thúc người ngoại bang trả lại. Song, ví anh em ngươi có vật chi thuộc về mình, thì phải tha vật ấy cho người. Nhưng nơi ngươi chẳng nên có kẻ nghèo nàn, vì Đức Giê-hô-va sẽ quả hẳn ban phước cho ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy làm sản nghiệp. Miễn ngươi chăm chỉ nghe theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, cẩn thận làm theo các điều răn mà ta truyền cho ngươi ngày nay. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho ngươi y như Ngài đã phán. Ngươi sẽ cho nhiều nước vay, còn chính ngươi không vay ai. Ngươi sẽ quản hạt nhiều nước, song các nước ấy sẽ chẳng quản hạt ngươi. Nếu trong thành nào của xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, ở giữa ngươi có một người anh em bị nghèo, thì chớ cứng lòng nắm tay lại trước mặt anh em nghèo của mình đó. Ngươi khá xòe tay mình ra, cho người vay món chi cần dùng trong sự nghèo nàn của người. Khá coi chừng, kẻo có một ác tưởng nơi lòng ngươi rằng năm thứ bảy tức là năm giải thích hầu gần. Khá coi chừng, kẻo mắt ngươi chẳng đoái thương anh em nghèo của mình, không giúp cho người gì hết, e người kêu cùng Đức Giê-hô-va về ngươi, và ngươi sẽ mắc tội chăng? Ngươi phải giúp cho người, chớ cho mà có lòng tiếc. Vì tại cớ ấy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho mọi công việc của ngươi và mọi điều ngươi đặt tay vào mà làm. Vì sẽ có kẻ nghèo trong xứ luôn luôn, nên ta mới dặn biểu ngươi mà rằng, khá xòe tay mình ra cho anh em bị âu lo và nghèo khó ở trong xứ ngươi. Khi một trong các anh em ngươi là người Hebrew, bất luận nam hay nữ, bị bán cho ngươi, thì sẽ hầu việc ngươi trong 6 năm, song qua năm thứ bảy ngươi phải giải phóng người. Khi ngươi giải phóng người, chớ cho người đi ra tay không. Phải cấp cho người một vật chi, hoặc trong bầy mình, hoặc của sân đạp lúa mình, hoặc của hầm rượu mình. Tức là cấp cho người vật bởi trong của cải mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban phước cho ngươi. Hãy nhớ rằng, mình đã làm tôi mọi trong xứ Ê-díp-tô, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chuộc ngươi. Bởi cớ ấy, ngày nay ta truyền cho ngươi làm các điều này. Nhưng nếu kẻ tôi mọi ngươi nói rằng, tôi không muốn đi ra khỏi nhà chủ, vì nó mến ngươi và gia quyến ngươi, lấy làm thỏa lòng phục dịch ngươi, thì bây giờ ngươi phải lấy một cái dùi để tai người kề cửa mà xỏ. Vậy ngươi sẽ làm tôi tớ ngươi luôn luôn. Ngươi cũng phải làm như vậy cho tớ gái mình. Ngươi chớ có nặng lòng mà giải phóng người, vì người đã phục dịch ngươi 6 năm, ăn phân nửa công giá của một người làm mướn. Vậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho ngươi trong mọi công việc ngươi làm. Ngươi phải biệt riêng ra thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mọi con đầu lòng đực sinh trong bầy bò hay chiên của ngươi. Chớ cày bằng con đầu lòng của bò cái mình, và chớ hớt lông con đầu lòng của chiên cái mình. Mỗi năm ngươi và gia quyến ngươi sẽ ăn nó trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi tại nơi mà Ngài sẽ chọn. Nhưng nếu nó có tỳ vít chi, què hay đuôi, hoặc bị tật nặng khác, thì chớ dâng nó cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, phải ăn nó trong thành mình. Kẻ bị ô uế và kẻ được sạch cũng đều được ăn hết, như ăn con hoàng dương hay là con nai đực. Chỉ ngươi chớ ăn huyết nó, phải đổ huyết trên đất như nước vậy. Chương 16. Hãy giữ tháng lúa trổ làm lễ vượt qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.
vì ấy trong tháng lúa trổ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đang ban đêm đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Tại trong nơi mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn để danh Ngài ở, ngươi phải dùng con sinh bằng bầy chiên và bầy bò dâng làm lễ vượt qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Với lễ vượt qua, chớ ăn bánh pha men. Trong 7 ngày, ngươi sẽ ăn bánh không men, tức là bánh hoạn nạn đặng giữ lễ ấy, vì ngươi ra khỏi xứ Ai Cập vội vàng, hầu cho trọn đời ngươi nhớ ngày mình đã ra khỏi xứ Ai Cập. Trong 7 ngày, không nên thấy men nơi nhà ngươi hay trong khắp địa phận ngươi. Thịt con sinh mà ngươi đã giết lúc chiều của ngày thứ nhất thì chớ để đến sáng mai. Ngươi không được giết con sinh về lễ vượt qua trong một thành nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Ngươi chỉ trong nơi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn để danh Ngài ở, ấy là nơi mà ngươi phải giết con sinh về lễ vượt qua vào lối chiều, vừa khi mặt trời lặn, nhằm giờ mà ngươi đã ra khỏi xứ Ai Cập. Phải nấu thịt con sinh và ăn tại trong nơi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn, rồi sáng mai trở về trại mình. Trong 6 ngày, ngươi phải ăn bánh không men, và qua ngày thứ 7 sẽ có một lễ trọng thể cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi chớ làm một công việc nào. Ngươi phải đếm 7 tuần. Khởi đếm 7 tuần này từ ngày người ta tra cái lưỡi hái vào mùa gặt. Kế, ngươi sẽ giữ lễ 7 tuần cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, do tay mình đem dân của lễ lạc ý, tùy theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi. Ngươi, con trai, con gái ngươi, tôi trai và tớ gái ngươi, người Lê-vi ở trong thành ngươi, người khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bùa ở giữa vòng ngươi, đều sẽ vui vẻ tại trong chỗ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ chọn để danh Ngài ở. Phải nhớ lại rằng, mình đã làm tôi mọi tại xứ Ai Cập và khá cẩn thận làm theo các luật lệ này. Khi ngươi đã thâu huê lợi của sân đạp lúa và hầm rượu mình rồi, thì phải giữ lễ lều tạm trong 7 ngày. Ngươi, con trai và con gái ngươi, tôi trai và tớ gái ngươi, người Lê-vi, khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bụa đều sẽ vui vẻ mà giữ lễ đó. Trong 7 ngày, ngươi phải giữ lễ này cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tại nơi mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho các mùa màng và mọi công việc của tay ngươi, rồi ngươi sẽ vui mừng trọn vẹn. Mọi người nam trong các ngươi, mỗi năm 3 lần, phải ra mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tại nơi mà Ngài sẽ chọn, tức là nhằm lễ bánh không men, lễ 7 tuần và lễ lều tạm. Người ta chẳng nên đi tay không ra mắt Đức Giê-hô-va. Mỗi người sẽ dâng tùy theo của mình có, tùy theo phước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Ngươi phải tùy từng chi phái mình lập những quan án trong các thành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Những quan án ấy sẽ xử đoán dân sự cách công bình. Ngươi chớ làm dịch sự chánh trực, chớ thiên vị ai, cũng chẳng nên nhận của hối lộ, vì của hối lộ làm cho mù mắt kẻ khôn ngoan và làm rối lời của người công bình. Ngươi phải theo sự công bình cách trọn vẹn để ngươi được sống và nhận lấy sứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Gần bên bàn thờ mà ngươi sẽ lập cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, chớ dựng lên hình tượng của thần A-xê-ra bằng thứ cây nào, cũng chẳng nên dựng lên một trụ thờ nào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi lấy làm ghét các vật ấy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy.
Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.